rồi chiếc Subaru 6340 quay đầu kéo dọc lui đây, vô số dê đây. Trời ơi, không nổi luôn. Chiếc đang tới đây là chiếc L3500 Kubota. Chiếc này là 3500 một cầu thôi, là phải gắn cái mốt là có cầu nãy đây. Này chắc rồi, quá đẹp luôn. Đây là hai chiếc, một chiếc là Subaru với một chiếc là L350. Đây anh em đang lên rôm đây. Thế đây là anh em đang cắt rôm đây. Chỗ này là có một chiếc máy đang kéo xà lan chở rôm là bị mất lầy đây. Rồi mình qua bên đó mình quay ha. Đây là chiếc Kubota 6000 đang bị mất lầy đây. Rồi. Trời ơi, qua bờ rồi. Hai chiếc M5000 này là hỗ trợ là chiếc M5000 này kéo xà lan lên rồi cả nhà ơi. Trời ơi, là dính mắt lại nữa, lúng nữa. Rồi dính cái bánh sau rồi. Hai chiếc mới trợ rút lên bây giờ bị dính lại ở cái mót rồi cả nhà. Đấy. Lý do là biến sao mùa này nó hơi lúng á. Do bữa giờ là mưa không à. Là cái mót này cái bánh nó thấp khóe, nó sụp xuống là dính cái cầu là máy kéo nổi à. Để mà cái xà lan này chở là cỡ gần 200 cục á cả nhà. Đây là một chủ, đây là bộ ba Kubota M5000 luôn. Rồi cả nhà với bà con ghé qua kênh nhớ ủng hộ một like và một lượt đăng ký kênh nha. Nãy chiếc mà có bô bao lưới á, hồi nãy chạy ra cuốn bên kia rồi, bây giờ mát lầy và buộc cọc phải và kéo tiếp đây. Đây chỉ có một máy kéo thôi, do cái chiếc máy đang kéo á, nó nằm trên gò á. Đó nhìn xà lan rôm thấy không, quá khủng luôn. Rồi anh em đang cột cái dây kéo vô kìa. Rồi bắt đầu kéo. Đó, quá nhẹ nhàng luôn.
là tài xế đang chỉnh lại cái cục cuộn đây cả nhà. Nhìn cái mốt kéo cái rôm thấy không, quá chuẩn luôn. Đây là còn hai chiếc đang cuốn đây. Đây là một cánh đồng rôm luôn đây. Hai chiếc Supra với Kubota L350 đã chạy lên cái đường bê tông rồi. Ở đây là hôm qua cái chiếc 6000 nó bị dính lầy chỗ đây đây. Rồi quá nhẹ nhàng luôn. Đúng thầy. Rồi máy chuẩn bị lên cái đường bê tông đây. Cái xà lan này quá khủng luôn. Trời ơi, lúng rồi, dính bánh rồi. Đây là chiếc Supra mới đi cuốn rôm về đây. Tới chỗ này bị mắc lầy tiếp đây cả nhà ơi. Chứ sao cái rôm này nó quá nặng luôn. Rồi chiếc Supra 6340 quay đầu kéo dọc lui đây. Vô số dê đây. Trời ơi, không nổi luôn. Quá nặng, cái xe lan này quá nặng luôn cả nhà. Rồi bây giờ nãy kéo đường này, kéo lên thẳng kiểu này kéo không có nổi đâu. Rồi Supra kéo lui lại đây. Chiếc Supra này chủ cũng mới mua về được 2 vụ đây. Hàng bãi đây. Đó, nghiêng mất bánh luôn kìa. Chiếc Kubota này cũng chạy về đây. Do cái chiếc xà lan này quá nặng á, nó đi mà nó dầm nó thấp nữa. Đi một chút là nó bị sụp lún à, rồi dính cái cầu mà máy kéo không có nổi cả nhà. Rồi chiếc M5000 vô kéo lên cả nhà. Do chiếc Supra cái chỗ đầu nó to quá, cột khít không có được. Đầu kéo đây. Ủa,
chiếc móc nó không có chạy luôn. Rồi bắt đầu chiếc kéo xà lan ve lại rồi đi lên thẳng mới được. Và ra này xong rồi bắt đầu đi về đây. Chiếc cua ra quá khủng luôn. Đây là Subaru 63, hồi nãy chiếc hai chiếc này là một chủ đây. Thắng lết bánh luôn. Đây nó bị cái ốc lắp đầu sau đây. Các cái đường thẳng băng lon mới kéo được đây. Trời ơi nghiêng gốm trời. Rồi, quá nhẹ nhàng luôn. Quá đỉnh luôn. Rồi xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà và bà con đã theo dõi video nha.